được một trái dừa mấy bạn ơi. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Huỳnh Như đây, và đây là cô Tư. Chào các bạn, các con, các cháu. Thì hôm nay á, hai mẹ con mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món ăn rất là giản dị ở miền quê luôn. Và món này là để ăn cơm hay là ăn bún gì cũng ngon hết trơn á. Đó chính là món cá tại thượng, chân tôm, nước cốt dừa. Thì để làm cái món này thì cũng có nguyên liệu là cô kèm thêm đậu bún, đậu que, đậu bắp, rồi nấm với đậu hũ rồi vô rồi ăn cho nó ngon các bạn các con chứ. Ngoài ra thì cũng có một số loại rau. Rau rặng chấm, rau thơm, xà lách, rau tía tô, húng cây, rồi rau dắp, húng lũi gì đủ thứ hết. Đúng rồi, rất là ngon luôn. Và kèm theo con cá tại tượng này là chắc 1 ký 2 quá hả? Cá tại tượng ta gần 2 ký. Hả vậy hả? Bự dữ vậy mấy bạn. Ok, và cái mình nghĩ là cái nồi cá tại tượng chân tương nước cốt dừa này chắc là quay cho mấy bạn xem rồi để ăn cơm từ bây giờ tới chiều luôn á mấy bạn. Tại vì rất là nhiều. Thì mình thấy cái món này nó cũng rất là dân dã và gần gũi. Hồi đó giờ mình cũng ăn thôi chứ chưa có làm. Thì hôm nay mình sẽ học mẹ mình làm sẵn chia sẻ cho mấy bạn xem luôn nha. Và không nói nhiều nữa, thì bây giờ đi làm thôi. Let's go. Let's go. Chào các bạn. Wow. Qua cắt tới đây. Mỏng chín luôn rồi mấy bạn. Lại gần đây, lại đây, lại đây. Sao nó dài dữ vậy? Trời đất ơi. Qua mới cắt có trên. Qua cắt cái ngọn đó với ngọn bển với thấp thấp rồi kìa. Có dùng bù xích đó nha. Bù xích nó kích thi mày đó. Hết kỳ. Tắt nhà mình nhiều lắm mấy bạn ơi. Cái đợt hạn hán thì nó không có trái, chứ đợt này trời mưa trái dữ lắm luôn. Còn ở trên đó có con cây bưởi mà trái quá trời luôn kìa. Ờ có con chim nữa kìa. Hai con chim à. Ừ. Được mấy cái chín hai. Đó, đã chưa? Trời bữa nay nắng ghê luôn á, nắng trong xanh luôn nè, mấy bạn thấy đã ghê không? Mình hy vọng là sẽ hết bão, hết mưa. Qua cắt xương xương cái đó. Cắt xương xương. Cô sẽ chà muối với rửa con cá tắt rồi lại cho nó sạch sẽ. Giờ mình chấm dừa mấy bạn. Dừa này khô chưa mẹ? Sắp khô rồi. Sắp khô rồi. Có nước rồi, lắc nước rồi. Chấm sao ta? Sáng rồi đi giáp vườn hết mà to ông ơi. Có mấy cây cao quá à. Con hổm mấy thằng đó nó vẽ lòng miếng còn cây. Chú Lâm cần hồng nó có vẽ dừa đâu. Vậy là thành dừa khô luôn. Trai miền Tây là phải biết cắp dừa nha. Phải không mẹ? Trai miền Tây má đỏ hay hay. Yêu màu tím thích màu hồng. Sau đây sẽ là một tiết mục thật là miền Tây. Bỏ nước vô thao luôn lát nè. Hết hồn. Nhiều nước quá mấy bạn ơi, quá trời nước luôn à. Wow, cái dừa dày ghê luôn á. Hết hồn chưa, cho dù mình đập không đều lắm nhưng vẫn đẹp. Dừa, đậu que, đậu bắp, đậu bún nè, đậu hũ nè, sắt rồi nè mấy bạn. Bây giờ thì mình sẽ ướp cá nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vô đây là một xíu muối. Con cá này thịt dữ lắm mấy bạn ơi. Cá tai tượng nè. Vô đây là một muỗng hạt nêm nha mấy bạn. Đó. Mình ướp dày trước, chút xíu mình nấu lên rồi mình nêm nếm lại cho vừa ăn. Thêm muỗng bột ngọt. Rồi mình cho vô đây là hai muỗng đường nha mấy bạn. Coi cái muỗng của mình nè. Một muỗng, hai muỗng. Đó, vẽ lại. Rồi mình nêm vô đây là tỏi với lại hành tím mình đã băm rồi nè mấy bạn thấy không? Nha mấy bạn, cho nó thơm với lại nó ngon. Có tỏi, có tiêu đều vô cho nó ngon mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho vô đây một xíu tiêu nữa. Cho nó thơm ngon, cay cay, ngon.
Tiếp theo đây là tương hột nè mấy bạn, mình sẽ cho vô đây. Có hai loại tương, một loại tương mặn với một loại tương ngọt. Tương ngọt là nó màu sáng hơn màu này một chút mấy bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ cho tương vô nha. Nhìn hấp dẫn chưa? Thường mình ăn tương hộp này là mình ăn xào thịt đó mấy bạn. Với cơm ngắm. Đúng rồi. Bá chí một chiếc luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn lên cho nó thấm rồi bắt đầu. Rồi mới phi tỏi rồi xào cái này xong rồi mới dắt nước cốt vô mấy bạn ơi. Ok, và bây giờ thì lên lửa thôi. Mình sẽ dắt nước cốt dừa nha các bạn. Cái nước dừa này là nước ở trong trái dừa hồi nãy á, mình sẽ cho vô đây để mình dắt cái nước cốt nha. Bây giờ mình sẽ bóp nó nè. Mình rửa tay sạch rồi mình sẽ bóp cho nó ra nước cốt dừa. Bây giờ thì mình sẽ dắt cái tô nước cốt dừa dảo ra nha mấy bạn. Cái tô nước cốt dừa đầu tiên thì mình sẽ để chút xíu mình để vô sau. Giờ mình sẽ dắt thêm một nước nữa, giống như nấu chè vậy đó. Có nước cốt với nước dảo. Giờ cô ấy dầu cho sôi cho phi tỏi cho thơm. Tỏi nó vàng rồi cô để cá vô nha cô. Sạch lại cho nó xa. Lấy hao nước cốt dảo cho mẹ mình mấy bạn ơi. Còn Tiên nó đang rửa rau ở đây. Đó. Bây giờ mẹ mình sẽ cho nước cốt dảo vô nè mấy bạn. Nước gì? Nước nước để lá gần cá chín. Chừng nào cá nó gần chín rồi cô bỏ bỏi đậu rồi đậu que, đậu bún, đậu bắp rồi vô nha các bạn. Dạ. Yeah. Để mình nêm nha mấy bạn. Vừa rồi mấy bạn ơi, mấy bạn nêm thử không? Đây. Ờ mèo bỏ bỏ vô. Dạ. Yeah. Mình sẽ cho nấm vào nha mấy bạn. Wow, đã quá mấy bạn ơi. Thơm không, thơm không? Khói không? Ngồi đó hủi khói rồi cười, bệnh ghê. Giờ chín ngon quá rồi các bạn, các con cháu ơi. Cô cho tổ nước cốt kẹo này vô nữa là xong. Vừa cắn rồi. Ngon chưa, hấp dẫn chưa? Chín rồi, giờ cô nhắc lên nha các bạn, các con cháu. Đấy. Bạn ơi, bây giờ mình với mẹ đã nấu xong rồi nè các bạn. Hấp dẫn ghê luôn á. Tôi nói cái nước nó ngon mà thơm nước cốt dừa. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy ăn cơm trưa chung với hai mẹ con mình nha. Bây giờ Tiên quay cho mình trước chút xíu nữa nó sẽ vô ăn sao nha các bạn. Bây giờ mình lấy cơm cái. Xong hết rồi, giờ mời các bạn, các con, các cháu dùng cơm trưa với cô cá tai tượng, chân tương, nước cốt dừa nha.
Ok, đó, mày ăn, mời mày ăn cơm. Rồi ăn cơm thôi mấy bạn ơi. Cô với Như Tiên mần sáng giờ quần quật tới trưa rồi. Nè, cái tô nước chấm giờ mới xong. Giờ mời mấy bạn ăn nha. Mình ăn có cái muỗng nữa. Bây giờ thì mình sẽ chan một miếng nước nè mấy bạn. À, chan một miếng nước vô. Nè mẹ. Ở trong này có nước chưa? Đây chan có ta. Cái tô nước nè. Nước để chấm rau nè. Gắp một cục đậu hũ bỏ vô. Gắp một cục nấm bỏ vô. Cục đậu bắp. Ngọt ghê, béo ghê trời. Rồi, mời các bạn, các con, các cháu dùng cơm trưa với cá tây tượng, chân tương, nước cốt dừa với đậu que, đậu bún, đậu bắp của cải đỏ, nấm đậu lung tung hết, ngon lắm các bạn ơi. Ngon lắm các bạn ơi. Phải nói là cái nước cốt nó béo cực kỳ luôn á nha mấy bạn. Đừng hộp á hơn mới ngon nữa. Dẻ con cá ra nè mấy bạn. Đó. Thiệt chưa? Wow, thịt nó trắng tươi luôn, đã ha. Wow. Ngon quá à. Con nè. Cảm ơn mẹ. Wow wow wow. Wow. Mấy mẹ con mình ăn nửa khúc này, còn nửa khúc này chừa cho cha mình nha mấy bạn. Thịt con cá nó ngọt. Mẹ ăn một miếng rau húng cay cho nó ngon. Húng cay, húng lủi nè, mình khoái ăn rau này lắm nè. Cá chân tương này ăn với bún cũng được, mà ăn với cơm cũng được. Ăn bún ngon không mẹ? Cũng vậy. Cũng ngon. Tinh bột. Tính ra mấy mẹ con mình ăn cơm trưa luôn á mấy bạn. Tại vì á, bây giờ cũng là 12 giờ mấy, gần 1 giờ. Mẹ mình làm kiểu như mặn mặn ngọt ngọt á, chứ không có mặn lắm. Ăn rất là ngon. Cái này mà ăn với rau sống nhiều là còn ngon dữ nữa. Lâu lắm rồi mới ăn cái này. Căng cho ớt càng ngon. Cho con. Thôi mẹ ăn đi, con còn nè. Chan nước vô. Ngọt ngọt nè. Nhưng mà làm hai trái dừa nó còn béo hơn nữa hả nè. Thôi ăn dừa dừa béo quá. Béo quá đêm nổi. Béo quá lại nè. Quá ngon mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay cho em mình vô ăn nha. Ok mấy bạn ơi, tôi tới rồi đây. Làm sao món ngon như vậy mà tôi không vô được chứ. Vô. Chan một miếng nước vô nha mấy bạn. Đó. Rồi bắt đầu tiết mục ăn cá. Đó. Mời mấy bạn nha. Bá cháy bồ chét luôn. Bá cháy bồ chét té sập. Chặt cơm á, cơm nó ngay cuốn họng á. Mẹ ngon miệng quá rồi, ăn đã luôn. Một chén cơm rồi. Chờ ăn chén nữa, no dữ. Ăn cái bông hoa kìa.
gọn điệu. Cô cũng thích có bông có hoa. Mặc áo bông hoa là làm đồ cũng phải có bông hoa. Mở lạ. Vô. Dẻ cá hả các bạn? Hả? Để em dẻ ra. Xong lọc này xuống luôn. Gấp củ hành đậu rồi vô ăn. Ăn đậu bắp. Yeah. Gì quên rồi. Đậu que. Bắp, đậu que. Đậu đũa. Đậu bún. Đậu hũ. Đậu hũ. Mấy thứ đâu? Đậu bắp. Đậu que, đậu bún, đậu hũ bốn thứ. Núm nữa năm. Củ cây đỏ. Củ cây đỏ thứ sáu. Tương tư mà phải có bỏ lõi vậy đủ thứ vô ăn mới ngon nha các bạn. Ngon quá mấy bạn ơi. Phê. Tiên đó là chưa ăn món chân tương. Rồi. Ừ rồi. Ít chơi nhà bạn nấu quẩn. Đi ăn cơm chưa? Vô. 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 Dạ mấy bạn ơi. Nhìn dữ rồi. Này no. Con no. Hai chén. Con no. Con no. Hai chén là dữ. No mà sao con còn gấp ăn hoài con. Con no rồi mẹ ơi, con no quá. Mấy bạn ơi, mẹ mình với em mình với mình đã ăn cơm xong rồi. Cái món ngày hôm nay mình thấy nó cực kỳ ngon và hấp dẫn luôn nha. Tại vì mình sợ mập cho nên bữa nay mình ăn một chén cơm thôi mấy bạn ơi. Nhưng mà rất là ngon luôn á. Còn rất là nhiều luôn nè. Nếu như mà các bạn nào thấy hiếu kỳ về cái món này thì có thể học theo mấy mẹ con mình làm ở nhà nha. Cái tượng chân tương nước cốt dừa này á, là xưa tới giờ như cũng truyền thống món ăn của miền Tây á các bạn, ngon lắm. Xưa giờ cha Như cũng thích cái món cá chân tương này lắm. Sẵn lâu dữ lắm rồi cô không có làm, hôm nay cô làm lại cho Tiên với Như ăn, với cha Như ăn luôn. Các bạn nếu mà có thích cái món này làm như cô với Như vậy nè, cá chân tương với nước cốt dừa, đậu que, đậu bún, đậu hũ, đậu nấm, đậu vô, đủ thứ về ăn cho nó ngon. Theo gì ăn với bún cũng được mà ăn với cơm cũng được. Hôm nay cô sẵn trưa rồi, cô với Như với Hiền Tiên ăn với cơm luôn. Rất là ngon các bạn ơi. Các bạn nhớ ủng hộ cho ba mẹ con cô nha các bạn. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Nhớ đăng ký share, like, subscribe kênh tôi nha. Nữa hả? Phải qua kênh Tiên IQ nha. Nữa hả? Ừ. Các bạn nhớ ủng hộ cho Tiên IQ một tuần nó mới ra một lần, nhớ ủng hộ cho nó nha các bạn. Nhớ ủng hộ cho kênh YouTube của em mình nha các bạn, YouTuber một tuần một video nha các bạn, có khi dài tuần một video luôn nữa. Ok, và bây giờ thì bye bye.
Bye.